Hôm nay mình rất vui được gặp lại các bạn trong kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách nồi quần trâu để bông. Và đây là cách làm của mình. Bà nó đi ra là lại mua 5 hạt chứ. Còn đã khóc. Yeah.
dẫn xong cho các bạn cách làm nhồi con trâu thử bông. Và video của tôi hôm nay là hết, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.